anh em thấy cái mút nó dày tầm khoảng 3 cm nha anh em ha, và rất êm nha, thì đeo thử đúng rồi. Và đảm bảo em luôn, chỉ có giá thanh lý mới có giá này thôi anh em. Một cái bộ cần bình thường họ đã bán cho anh em tầm khoảng 1,2 triệu đến 1,3 triệu. Ok, xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng toàn thể anh em đến với Thiện Vân Gia Lai nha. Thì chúng mình hôm nay thì đang có những con máy khu thái cần mềm anh em. Năm con này thì Thiện chốt cho một anh khách ở Lâm Đồng nha. Và trong video hôm nay thì Thiện sẵn tiện nói về cái ghế mới anh em ha, thì Thiện sẽ quay cái video để anh em mình tham khảo luôn. Và tí nữa thì chắc chắn luôn, anh em biết là con máy Uthái này thì Thiện về chung bộ với lại cần cứng, và cần mềm thì Thiện sẽ về bộ riêng. Nhưng mà nhiều anh em, ví dụ như anh em thích máy Uthái lên cần mềm thì Thiện sẽ cắt cái đầu máy từ trong bộ cần cứng ra và Thiện lắp bên cần mềm cho anh em. Nó sẽ dư những bộ cần cứng như thế này nha. Và hiện tại Thiện đang dư mười mấy bộ cần cứng như thế này đó. Thì anh em nào mà có nhu cầu về bộ cần cứng loại tốt của Uthái mà giá thanh lý thì anh em có thể chờ tới tí nữa Thiện báo giá cho anh em nha. Và giờ thì mời anh em lại gần đi để anh em xem những con Uthái cần mềm này nha. Lần này thì bên công ty họ về với cần cứng, với lại đế cao anh em. Thì anh em biết là ngày xưa là về với đế thấp, thì theo nhu cầu của anh em thì nhiều anh em có góp ý là tiện là nên về đế cao để nó êm hơn và thao tác nó cũng thuận tiện hơn là ghế thấp. Thì đợt này công ty họ về ghế cao cho anh em luôn. Thì cái ghế cao này thì Thiện thấy cái đệm anh em ha, cái đệm mà anh em nó anh em cái phần những cái phần này nó tiếp xúc vào lưng của anh em này, nó rất dày nha. Đây, anh em thấy cái mút nó dày tầm khoảng 3 cm nha anh em ha. Và rất êm nha, Thiện đeo thử đúng rồi. Đúng là cái ghế cao mà nó êm hơn thiệt anh em ha. Và cái đai này cũng là dây đai loại tốt luôn ha, rất là êm và rất là dài, và họ sẽ may những đường cố định luôn, không có xúc xích được. Và trước bụng, trước ngực nó sẽ có một cái gài anh em ha, cái này là cái gài để cố định trước ngực như thế này nè ha. Đó, thì chủ yếu đất này nói chung là về đầu bò là đầu bò trong uống cỏ, bắp chuối hay bạc đạn, tay ga thì nó như là đời cũ thôi, nó như ngày xưa giờ, chỉ khác biệt là cái đế này thôi ha các anh em. Cái đế này là đế ghế cao nha, đây gọi là đế ghế cao. Và cái ghế cao này thì mắc tiền hơn cái ghế lùn kia, nhưng mà hiện tại thì bên hãng họ chưa tăng giá anh em, nên thì vẫn giữ giá cũ cho anh em nha ha. Hỗ trợ anh em cái lô đầu tiên đó, Uthái nha, lắp cần mềm rất là ok nha anh em. Và cái này thì sẽ lắp cái đế trụ luôn, nó rất là vững nha, chứ không phải là đắp lắp cái đế mà bắt vô bắp chuối anh em. Cái đế phụ và cái ghế này, cái đế trụ này nó sẽ có cái đế giống như là đế zin bình thường, và hàng cái trụ vô giữa thì giúp cho cái máy chúng ta đứng thẳng hơn và vững hơn nha anh em. Đó, anh em nào mua những con máy 501 như là Huvanazin này, Uthái này, Tato cần mềm này thì Thiện đều bắt cái trụ này hết, dùng rất là ok nha. Đó, và khi lắp cần mềm như thế này thì nó sẽ dư ra bộ cần cứng anh em. Thiện còn dư mười mấy bộ cần cứng như thế này, anh em nào mà mua muốn hàng chất lượng giá phải chăng thì Thiện thanh lý cho anh em luôn, 1,1 triệu nha. Và đảm bảo anh em luôn, chỉ có giá thanh lý mới có giá này thôi anh em. Một cái bộ cần bình thường họ đã bán cho anh em tầm khoảng 1,2 triệu đến 1,3 triệu, tốt thì 1,5 triệu rồi anh em. Còn cần Uthái thì anh em biết nó là một cái cần tốt nha, nhưng mà chỉ có là do Thiện đang dư nên thì mới thanh lý nên mới có giá rẻ như thế này thôi nha anh em. Đây, máy nhắn cỏ này anh em thấy giống hệt với lại máy nhắn cỏ của Huvanazin luôn ha. Và anh em mua bộ cần này thì Thiện sẽ kèm cho anh em một con dao tái mít cước luôn ha, túi đồ nghề là đầy đủ cho anh em nè, dây đeo hai vai nè, can pha xăng nhỏ nha, rồi tay ga là tay ga co dài ha, loại tốt. Cặp này anh em mua hết cũng 3 xị rồi anh em. Một cặp này anh em mua nha, loại tốt như thế này là 300.000 một bộ rồi. Thì bộ lần này thì thấy rất là rẻ anh em, mới có giá thanh lý như thế này thì cực kỳ rẻ luôn ha. Vậy còn đây thì anh em lắp cần mềm hơi nhiều, nó dư nhiều anh em. Đó, anh em xem xiên chiến nè ha, đẹp chưa. Đó, chiến là chiến của máy Uthái đó, thì cái này là của máy Uthái đó anh em ha. Bắp chuối nè anh em, không một vết lỗi luôn nha. Những cái bắp chuối mà loại thường anh em, họ làm nó gia cố gia công không có đẹp đâu, nhưng mà cái này thì anh em nhìn là thấy nó làm tương đương với hàng zin luôn anh, nó rất giống hàng zin luôn. Bọc da cũng là bọc da đẹp nè, cùm cũng là cùm đẹp nè ha, cùm này thì giống với cùm zin luôn nè. Đó, ống cần thì dày 2 ly nha. Và đầu bò đây, đó, đầu bò thì có laser chữ Uthái luôn cho anh em nè ha, đầu bò rất đẹp nha anh em. Còn bắt cái lông đền thì vớt vừa đủ ổ cước cho anh em dùng ổ cước luôn. Đó, rồi ok, anh em nào quan tâm về Uthái cần mềm hoặc là cần rời thanh lý này thì anh em xin liên hệ. À, quên chứ, Uthái chỉ là một cái tên thương hiệu thôi nha anh em, không liên quan đến đất nước Thái Lan, không phải là nhập khẩu tại Thái Lan, không phải là liên danh với Thái Lan, cũng không phải là Huvanazin đặt nhà máy tại Thái Lan. Nó chỉ là một hàng Trung Quốc và đặt nhà máy, và cái tên này được nhà nhập khẩu đặt thôi nha anh em, để anh em tránh hiểu nhầm nha. À, và đảm bảo anh em luôn, trong đồng tiền này thì Uthái nó đỉnh nhất rồi anh em ha, rất là rẻ nha. Anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ với số điện thoại dưới góc màn hình Thiện,
hoặc là số điện thoại dưới phần bình luận thì sẽ được trực tiếp cho anh em tư vấn kỹ về mẫu này để anh em thêm thông tin nhé. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để mỗi lần mà Thiện có ra video mới anh em sẽ biết và xem tham khảo những sản phẩm Thiện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em và xem video, hẹn anh em video theo nhé.